Mến chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2023. Em tiếp tục giao cho khách một cái đơn hàng là mận hồng MRT ha anh chị. Đây, cho anh chị xem kiểm tra chất lượng cái giống bên trà giống bên em như thế nào ha. Và sẽ quay cách đóng gói cho tất cả cô chú anh chị nào mình cùng xem. Những cô chú anh chị nào biết bên em đóng gói như thế nào rồi, đã mua hàng thì có thể ấy ha. Rồi bây giờ em sẽ đo cái chiều cao thực tế của cái cây cho cô chú anh chị mình cùng xem thực tế ha. Cũng như là bây giờ sẽ quay camera sau lại cho chi tiết hơn nha. Những hình ảnh mà tất cả cô chú anh chị mình đang xem là em quay thực tế vào ngày 11 tháng 5 năm 2023 ha. Những cây giống này là những cây giống mà em giao trực tiếp cho khách luôn. Khách mua về trồng anh chị. Đây, để đem vào đây đo cho cô chú anh chị mình cùng xem nè. Đặt đây đi. Đặt giữa cái bảng cho dễ nhìn anh chị. Đó, cô chú anh chị mình thấy cái tàn tán của cái cây như thế nào ha. Cây thì chiều cao là từ tính từ mặt đất lên là cao khoảng 7 mét nha anh chị. 70 cm nha. Nói lộn 7 mét anh chị, 7 mét thì nó cao khỏi nóc nhà luôn. Ok, cây giống thì rễ rất là khỏe anh chị. Cô chú anh chị mình cùng xem cái rễ nè. Rễ cực kỳ là khỏe luôn, cộm ra tới bầu luôn, bên em mới hỗ trợ giao cho khách ha. Và đặc biệt cái lô hàng này là cái hàng chiết nha anh chị. Hàng chiết mà bên em nuôi nó đẹp như thế này á. Cô chú anh chị mình thấy ha, này là hàng chiết nguyên thủy luôn. Thích hợp cho cô chú anh chị nào thích cây rin ha. Đây, cô chú anh chị mình thấy rễ nè. Lú bầu hết rồi nè ha. Cứng bầu luôn thì bên em mới tiến hành là đóng giao cho khách nha. Thì những cô chú anh chị nào đang tìm mua cái giống mận hồng MRT hàng chuẩn giống chất lượng thì có thể liên hệ sớm với trại giống bên em ha. Thì địa chỉ của em là ở Sơn Định, Chợ Lách, Bến Tre nha. Quốc lộ 57, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Rồi, số điện thoại của em là có Zalo, có tất cả các mạng xã hội luôn. Cô chú anh chị mình có thể tiện liên hệ nha. Bây giờ sẽ tiến hành đóng để cho cô chú anh chị mình xem cách mà bên em đóng như thế nào. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành đóng những cái cây này để giao đến tay khách hàng. Những cô chú anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua cái giống mận hồng MRT hàng chuẩn giống chất lượng thì có thể liên hệ trực tiếp với cái số Zalo trên màn hình ha. Bên em có ghim trên màn hình. Và đây là cái địa chỉ của em ha. Ở quốc lộ 57 Sơn Định, Chợ Lách, Bến Tre nha. Đây là những cái cây thành phẩm bên em đã đóng quấn bằng keo anh chị, chuẩn bị đóng cho khách ha. Cây thực tế nha cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình có thể xem trực tiếp trên video nha. Thì lô này em còn khá là nhiều, cô chú anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ sớm nha. Đây, rễ cứng bầu anh chị, hàng cứng bầu mới đi ha. Cây cao là từ 6 cho tới 7 tấc anh chị, 6 7 tấc, 8 tấc cũng có nên gì. Mà số ít thôi ha.